ngũ lộ thần tài hay còn gọi là ngũ tính thần tài, phát âm là Jambala, dịch ra là ngũ lộc kim cương, bao gồm thần tài xanh, thần tài đỏ, thần tài trắng, thần tài đen, thần tài vàng, là tên gọi chung cho năm vị thần tài được thờ cúng rộng rãi trong các giáo phái mật tông lớn của Phật giáo Tây Tạng nói riêng và mật giáo trên thế giới nói chung. Năm vị thần tài này đều được coi là hóa thân của